Xin chào tất cả anh em đã đến với cuộc đua chính thức giải đua nam chính thức truyền thống của giải đua thiền thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 25 cúp truyền hình. Vâng, như vậy là cuộc đua đã chính thức bắt đầu. Trong giải đua lần này thì có 8 đội đua gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An và Nông Sơn. Ở nội dung bơi giải Hòa Bình với cự ly là 4,5 km thì đã có kết quả, gồm Tâm Thanh đại diện cho thành phố Tam Kỳ xếp vị trí đầu tiên, Tam Tiến đại diện cho Núi Thành xếp vị trí thứ hai, Bình Triều đại diện cho Thăng Bình xếp vị trí thứ ba và Duy Vinh đại diện cho Duy Xuyên xếp vị trí thứ tư ở giải nữ truyền thống với cự ly là 4 vòng đôi tương đương với lại 6,5 km. Thì giải nhất thuộc về nữ Tam Tiến Núi Thành, giải nhì thuộc về Thăng Bình, giải ba thuộc về Điện Bàn và giải tư thuộc về thành phố Tam Kỳ. Ở nội dung bơi nam truyền thống chính thức thì sẽ diễn ra trên cự ly dài 7,5 km, được tương đương với 5 vòng đôi. Thì chúng ta đang xếp đến lượt tử tiêu đầu tiên, tiêu Tây. Ở nội dung giải thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam thì cứ mỗi tiêu Đông và tiêu Tây sẽ có hai trụ tiêu để cho các đội dễ xử lý với những pha lốt tiêu với nhau. Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này rất là nhiều, như là Duy Vinh của Duy Xuyên, Đại Hồng của Đại Lộc, Âm Thanh của Tâm Kỳ và gương mặt tiêu biểu nhất đơn kim vô địch 2 năm liên tiếp năm 2018 và 2019, đó là nhà đơn kim vô địch xã Tam Tiến. Và vừa rồi Tam Tiến đã có một cuộc đua hấp dẫn tại lễ hội hoa xưa của thành phố Tam Kỳ và từ vị trí cuối cùng lúc xuất phát đã về đích đầu tiên. Và trên mà nhà quý vị đang xem đó là đội trong trang phục màu xanh lá chuối là đội Tam Tiến đang dẫn đầu sắp lượt tử tiêu đầu tiên, xếp sau sau đó là đội Tâm Thanh của thành phố Tam Kỳ với trang phục và quần xanh áo xanh. Như vậy là đội Tam Tiến đã tử tiêu đầu tiên, có lợi thế trong lượt tử tiêu đầu tiên rồi, nhưng mà lợi thế đó không quá nhiều khi mà đội thành phố Tam Kỳ bám rất là sát. Trong mùa giải năm 2019 được tổ chức tại Tam Giang Núi Thành thì lợi thế và các giải thưởng lớn đều thuộc về Núi Thành, đó là Tam Tiến giành giải nhất, Tam Hải giành giải nhì và giải ba thuộc về Tam Hoa. Ở nội dung đua thuyền thì ngoài sức mạnh đi đường trường thì những sự khéo léo của những lần tử tiêu quyết định có quyết định rất là quan trọng đến thứ hạng cuối cùng của giải đấu. Nếu như bạn có theo dõi cái lễ giải hoa xưa diễn ra ở thành phố Tam Kỳ vừa rồi thì các bạn có thể thấy đội Tam Tiến từ vị trí cuối cùng đã vượt lên vị trí đầu tiên sau những 10 lần tử tiêu, và đội Tam Thăng đã từ vị trí áp chốt đã vượt lên vị trí thứ nhì sau 10 lần tử tiêu. Chính vì vậy mình mới nói là những sự khôn khéo của những lần tử tiêu có quyết định rất là quan trọng đến thứ hạng sau cùng. Vâng, đội đầu tiên đội Tam Tiến và đội Tam Kỳ đang có khoảng cách rất là gần với nhau và bỏ khá xa tất cả những đội còn lại.
Vâng, đội Tâm Tiến và đội Tâm Thanh của thành phố Tam Kỳ đang sắp đến lần tử tiêu thứ hai, đang vặn tiêu đông. Vâng, như quý vị có thể thấy một pha lốc tiêu rất là hay của đội thành phố Tam Kỳ. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn của mình thì đội Núi Thành đã không cho đội Tâm Thanh lốt đường lốt trong để vượt mặt qua mình được, vẫn giữ nguyên vị trí và khoảng cách so với đội Tâm Thanh. Đến với giải đua lần này thì đội Tâm Tiến mang hai thuyền đua từ Duy Tân để tham dự. Vâng, trước mặt chúng ta là đội Tâm Tiến và đội Tâm Thanh đang hoàn thành hai vòng thi đấu và chuẩn bị sắp có những mái chèo cho vòng thi đấu thứ ba. Khoảng cách với các đội còn lại rất là xa. Trong vài năm trở lại đây thì đội Tam Tiến đang nổi lên với đội đua mang sức hủy diệt vượt trội đến với toàn bộ huyện Núi Thành cũng như là tỉnh Quảng Nam. Với những sức mạnh của ngư dân làng chài Tam Tiến, chợ cá đẹp nhất tỉnh Quảng Nam. Nếu một ngày nào đó các bạn muốn đi du lịch hay là gì thì hãy đến với làng chài Tam Tiến để xem chợ cá ở đây nhộn nhịp như thế nào và nó đẹp ra làm sao. Như vậy là khép lại hai vòng đua thì đội Bình Triều của Thăng Bình đang xếp vị trí thứ ba, đội thành phố An đang xếp vị trí thứ tư trong trang phục màu xanh áo xanh. Và chúng ta thấy gì đây? Đây là những người con của Di Vinh, Di Xuyên. Tất cả đang đứng lên, một hình ảnh rất là đẹp, rất là xuất sắc. Vâng, từ khoảng cách này, từ góc máy này, mọi người có thể thấy là đội Tam Tiến và đội Tâm Thanh đang bỏ lại đội các đội phía sau khoảng cách rất là xa, gần như là không thể bám đuổi theo kịp sau chỉ mới hai vòng đấu.
Đây là lần vận tiêu thứ 5 của đội Tâm Tiết và đội Tâm Thanh. Vâng, đội Tâm Thanh quý vị có thể nhìn thấy là tử tiêu rất là gọn. Rất là gọn. Vâng, xin tự giới thiệu các bạn, mình là Võ Rôn, đến từ Tam Tiến. Mình là bình luận viên cho trận đấu ngày hôm nay và cũng là cameraman luôn. Nếu mọi người một ngày nào đó đến Tam Tiến chơi, đến thăm chợ cá Tam Tiến thì bên mình có đang làm một số homestay để mọi người có thể đến nơi nghỉ dưỡng. Theo như các năm khác thì mọi người hay đến Tam Kỳ nghỉ ngơi rồi mới đến chợ cá Tâm Tiến vào buổi sáng chạy xe bằng xe máy xuống. Thì hiện nay thì mình có một vài homestay ở dưới này ngay sát chợ cá Tâm Tiến để mọi người có thể thưởng thức, đón xem và trải nghiệm chợ cá Tâm Tiến nó ra làm sao, nó đẹp như thế nào. Hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ do chuẩn bị đón không khí lạnh vào nên thuận lợi cho các đội các bạn đồng viên đua. Nhưng mà ở cái thời tiết như thế này thì những cái góc quay nó không, hình ảnh nó không có được đẹp bằng ngày nắng như là ở giải hoa xưa của thành phố Tâm Kỳ vừa rồi. Mong quý vị có thể bỏ qua nếu như mà hình ảnh nó truyền về nó không được đẹp cho lắm. Vâng, càng ngày thì khoảng cách của đội Tâm Thanh và Tâm Tiến đến vị trí các đội đứng ba, đó là đội Bình Triều với Thăng Bình, và các đội thứ hạng phía sau rất là xa dần lên. Đáng lý ra là thì cái giải này sẽ được Quảng Đà Media phát trực tiếp, nhưng vì có QRT phát trực tiếp rồi nên mấy anh em bên Quảng Đà không, người ta không phát. Còn mình thì mình đến đây thì mình chỉ muốn là quay xong bằng góc quay flycam để bình luận lại cho mọi người xem được rõ hơn, các bạn cũng biết xem được rõ hơn thôi. Tại vì ngồi QRT người ta phát trực tiếp thì ngồi những góc máy flycam thì người ta vẫn xen lẫn vào đó với những cúp máy quay ở dưới đất nên rất là khó theo dõi. Vâng, đội Tam Tiến và Tam Thanh đang ung dung kết thúc 3 vòng đua, bỏ rất là xa các đội ở vị trí phía sau. Và theo như mình nhìn thấy thì đội đang đứng thứ ba, đó là đội Bình Triều của Thăng Bình đã trở tiêu, được trở tiêu thứ 6. Và đội Hội An, thành phố Hội An đang xếp vị trí thứ 4. Xếp ở vị trí thứ 5 là đội Duy Vinh của Duy Xuyên trong trang phục quần vàng áo vàng.
Đội Anh Tiến đang sắp đến lượt trữ tiêu thứ 7. Ở giải đấu lần này, cái sức mạnh của các đội có khoảng cách với nhau, nên sự mà thay đổi thứ hạng ở các lần trữ tiêu ít diễn ra hơn. Các vận động viên của Tam Tiến hầu hết là các ngư dân của làng chài Tam Tiến, suốt ngày bám biển và luôn luôn cầm trên mình những tay chèo, vẫn lái tay chèo. Có thể nói là thời gian tập luyện của họ là rất là nhiều, luôn luôn tập luyện, nên hầu gần như là các đội có thể không theo đuổi được sức mạnh mà Tam Tiến đã làm nên. Vâng, như vậy là ở vòng thi đấu này thì đội Tam Tiến đã bắt đầu tạo khoảng cách lớn hơn so với đội đứng nhì là đội Tam Thanh của thành phố Tam Kỳ. Vâng, nước đi của tàu Di Tăng rất là đẹp với những tay chèo của đội Tam Tiến. Thì ghe của Di Tăng như là đang bay ở trên sông. Vâng, trong ảnh quý vị là đội Tam Tiến đang trữ tiêu lượt thứ 10, lượt trữ tiêu cuối cùng để về đích. Bằng lượt trữ tiêu thứ 8 và thứ 9 thì mình bị mất video ở đâu mất, mình không tìm được. Xếp theo đó là đội Tam Thanh của thành phố Tam Kỳ. Vâng, hai đội đang ung dung về đích, bỏ lại khá xa. Mình không thấy các thuyền đua ở vị trí thứ 3 và thứ 4 ở đâu cả. Ung dung. Vâng, đây là hình ảnh những tay chèo Tam Tiến đã ung dung về đích. Vâng, đường bơi nước rút. Vâng, chúc mừng đội đua Tam Tiến. Chúc mừng Núi Thành đã về đích. Ở giải đại hội thể dục thể thao này thì hiện Núi Thành đang xếp thứ nhất và Tam Kỳ đang xếp thứ nhì sau 8 môn thể thao, và môn bơi đua thuyền là một môn thể thao có nhiều điểm nhất với 160 điểm. Thì chắc chắn một điều, đội huyện Núi Thành sẽ gia tăng thêm khoảng cách đối với thành phố Tam Kỳ, đội đứng nhì.
sau khi mà giải đua thiền này kết thúc. Vâng, đội Tam Kỳ đã về đích rồi. Chúc mừng Tam Kỳ, chúc mừng Tam Thanh, chúc mừng người đồng hương, anh em đồng hương. Vâng, đội thứ ba Bình Triều của Thăng Bình đang có những máy chèo nước rút để về đích. Chúc mừng Bình Triều của Thăng Bình. Nếu như các bạn muốn biết Tam Tiến đẹp như thế nào thì các bạn có thể theo dõi trên trang fanpage Tam Tiến Travel và hoặc là kênh YouTube Tam Tiến Food, thì mình sẽ làm các video giới thiệu về Tam Tiến trong thời gian sắp đến. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.